Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 500 tóc cần có keo AXM nè các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở start chatbot nè. Sau khi bấm start xong các bạn bấm follow Twitter nè các bạn. Sau khi các bạn follow Twitter xong bạn mới đáp lại các bạn điền lại username Twitter mình. Tiếp tục bấm like và like follow Facebook của nó nè. Dự án này mình đã hướng dẫn các bạn hôm qua nhưng mà tự Facebook mình đã bị khóa nên bữa nay mình tạo Facebook mới nên mình mới làm cái video hướng dẫn các bạn được nè. Rồi các bạn like nè, rồi các bạn chia sẻ, các bạn công khai nè, rồi các bạn đáp lời subscribe, click the do. Rồi tiếp tục các bạn gỡ được một đường link profile Facebook mình nha bạn, thì các bạn nhấp vào Facebook lên nè. Nãy mình quên đọc luôn ta. Rồi trên Facebook thì các bạn nhấp mũi tên nè, các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè, các bạn nhấp ba anh cùng nè, các bạn sao chép Facebook nè các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Tiếp tục cũng follow Instagram nè. Trên Instagram thì bạn theo dõi nè các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào mũi tên nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba anh cùng nè. Các bạn sao chép cái đường link Instagram mình nha các bạn. Các bạn gửi lên chatbot nè. Rồi các bạn xóa từ cái chữ vô thăng này các bạn. Rồi các bạn bỏ vô gạch này luôn các bạn. Các bạn thêm vào cộng đầu tiên nha các bạn. Để chatbot nè. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ bin bi sở trên bet 20 trên chiếc chocolate mình nè. Tại giá bin bi 291 đô cho một tổ cần các bạn. Đã tăng trưởng trở lại. Một cái chocolate nè. Rồi các bạn bấm ghép form lên ghép chia sẻ cho bè và người thân để kiếm tổ cần các bạn. Mình đã nhận được 500 tổ cần AXM. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.